Sự phát triển của thương mại điện tử mang đến cơ hội kinh tế cho các chủ thể, song cũng mở ra thách thức cho cơ quan quản lý trong việc xử lý những vấn đề về thuế đối với lĩnh vực kinh doanh không có sự hiện diện trực tiếp. Trong đó, thách thức lớn nhất đến từ việc xác định doanh thu, thu nhập của cá nhân, hộ kinh doanh thương mại điện tử. Theo Tổng cục Thuế, từ năm 2018 đến nay, cơ quan thuế thu khoảng 5.500 tỷ đồng, tương đương 1.200 tỷ đồng trên một năm từ hoạt động thương mại điện tử. Đầu năm 2022, Tổng cục Thuế cũng đã đưa vào vận hành cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài etatvn.gdt.gov.vn và phần mềm trên điện thoại di động etat mobile đã giúp nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam dễ dàng thực hiện nghĩa vụ thuế. Chỉ trong quý 1 năm nay, Microsoft đã nộp 500.000 đô la Mỹ, TikTok nộp gần 35 tỷ đồng, Netflix nộp gần 8 tỷ đồng. Vừa rồi cái cổng thông tin điện tử khá là thành công vì rất nhiều các nhà cung cấp nước ngoài lớn đã tiến hành đăng ký và kê khai thuế. Và đến bây giờ thì chúng ta cũng thể khẳng định là chúng ta là một trong bốn nước trong Đông Nam Á đã thành công trong cái vấn đề là giành quyền chủ động trong vấn đề quản lý đối với các nhà cung cấp nước ngoài. Tuy nhiên, số thu thuế từ hoạt động kinh doanh trên các trang Facebook, các sàn thương mại điện tử thời gian qua còn khá khiêm tốn, chủ yếu thông qua hoạt động thanh tra kiểm tra do nhiều cá nhân và tổ chức tìm cách né, lách thuế. Từ năm 2018 đến nay, cơ quan thuế đã xử lý vi phạm chống thất thu khoảng 782 tỷ đồng thông qua hoạt động thanh kiểm tra những người có thu nhập từ cung cấp dịch vụ kinh doanh số xuyên biên giới. Trong đó, Cục Thuế Đà Nẵng thu 67 tỷ đồng. Thực ra so với thủ đô cũng như thành phố Hồ Chí Minh thì cái quy mô về thương mại điện tử của thành phố thì cũng là tương đối nhỏ. Số thu, thực tế về số thu từ lĩnh vực này chưa được nhiều. Thì đây là một cái khó khăn nữa là cái việc cung cấp thông tin phối hợp giữa các cái ngân hàng và các cái sàn thương mại điện tử. Thì hiện nay đã có cái quy định về các sàn thương mại giao dịch điện tử là có trách nhiệm khai, nộp thay, các cái khấu trừ nộp thay. Theo các chuyên gia, số thuế thu được từ hoạt động thương mại điện tử đã công bố chỉ là bước đầu, chưa phản ánh đầy đủ số liệu thương mại điện tử trong thời gian qua. Bởi, trên thực tế, nguồn thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của cá nhân bán hàng qua các sàn giao dịch thương mại điện tử và qua các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, Instagram, Twitter rất cao nhưng kê khai chưa đầy đủ. Giải pháp trước mắt thì phải tăng cường cái sự phối hợp giữa các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan thuế để mà thu thập cơ sở dữ liệu thông tin, để trên cơ sở đó chúng ta có cái thông tin về các cái hoạt động giao dịch thương mại điện tử để lên cơ sở, sau đó sử dụng cái hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin để phân tích, từ đó yêu cầu những người có hoạt động kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật. Theo Bộ Công Thương, quy mô thị trường thương mại điện tử ở Việt Nam hiện đạt khoảng hơn 14 tỷ đô la Mỹ và dự báo có thể đạt 39 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Theo các chuyên gia, đây là nguồn tài nguyên lớn cho ngân sách nhà nước. Do đó, bên cạnh việc hoàn thiện hành lang pháp lý, cần đẩy mạnh áp dụng công nghệ để thúc đẩy sự minh bạch và giám sát công bằng với các chủ thể nộp thuế.